Xin chào bạn, tôi là Ngọc Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến corashop24h.com. Thưa với bạn, video trước tôi đã giới thiệu với bạn cũng như là với mọi người một cái sản phẩm mà hiện nay đang được rất nhiều người sử dụng. Đó chính là nước giải rượu bổ gan Hovenia Dunsin của Hàn Quốc. Vâng, và video này tôi xin chia sẻ với các bạn thêm những cái thông tin về nước giải rượu bổ gan Hovenia Dunsin của Hàn Quốc. Đó là gì ạ? Đó là cái tác dụng của nước giải rượu bổ gan. Nó có tác dụng gì mà hiện nay mọi người lại dùng nhiều như vậy ạ? Vâng. Các bạn thấy rằng là cái tên của sản phẩm đó chính là nước giải rượu bổ gan Hovenia Dunsin của Hàn Quốc, đúng không ạ? Cái tên nó đã nói lên một phần cái tác dụng của sản phẩm. Vâng, đó chính là tác dụng giải rượu và tác dụng bổ gan. Thì tôi xin phân tích kỹ hơn một chút về cái tác dụng của cái sản phẩm này ạ. Thì các bạn cũng biết rằng là gan là một cái bộ phận rất là quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Nó có cái chức năng là giúp thải độc này. Nó phải thải độc tốt thì cơ thể của chúng ta mới khỏe mạnh được, đúng không ạ? Và nếu như mà gan mà không làm việc tốt được ấy, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có một cái cơ thể rất là yếu, đúng không ạ? Dễ mắc bệnh, dễ bị xâm nhập những cái độc tố ở bên ngoài vào, những cái điều mà không ai mong muốn. Thì các bạn biết rằng là cái tác nhân đầu tiên mà hiện nay chúng ta đang bị nhiễm nhiều đó chính là tác hại của rượu bia. Các bạn thấy là cuộc sống bây giờ thì chúng ta hay tiệc tùng này, hay liên hoan này, rồi gọi là các anh hay đi nhậu với nhau, đúng không ạ? Thì chắc chắn là có rượu bia đi kèm rồi. Và các bạn cũng đều biết rằng là rượu bia là rất có hại với lá gan của chúng ta, đúng không ạ? Và cái sản phẩm nước giải rượu bổ gan này chính là cái sản phẩm được lựa chọn số 1 hiện nay của các anh dùng để giải độc rượu, đúng không ạ? Giúp các anh là hạn chế được những cái tác hại của rượu bia. Cơ bản như là những cái triệu chứng là ợ nóng hay là chóng mặt, buồn nôn khi mà các anh uống rượu bia quá nhiều, đúng không ạ? Đấy là cái tác dụng đầu tiên mà các bạn có thể nhìn thấy được khi mà các bạn sử dụng sản phẩm. Cái tác dụng thứ hai đó là giúp thanh nhiệt giải độc cho cái lá gan của chúng ta, giúp bổ gan. Vâng, đấy là cái tác dụng mà chúng ta cực kỳ mong đợi, bởi vì chúng ta sẽ có một cái lá gan khỏe mạnh, đúng không ạ? Bởi vì các bạn cũng biết là nếu như cái lá gan của các bạn mà không có cái khả năng mà thải độc nữa ấy, thì chắc chắn là cơ thể của các bạn sẽ dễ xâm nhập bệnh này, các cái mầm bệnh sẽ dễ xâm nhập vào cơ thể, đúng không ạ? Dễ gây những cái bệnh về gan như viêm gan, rồi xơ gan, rồi gan nhiễm mỡ, hay thậm chí là những bệnh như ung thư gan. Các bạn biết là cái kết cục của những cái bệnh ung thư thì là như thế nào rồi, đúng không ạ? Nó rất là nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải bảo vệ cái lá gan của mình để làm sao cho nó được khỏe mạnh, đúng không ạ? Vâng, đấy là cái tác dụng của nước giải rượu bổ gan Hovenia Dunsin của Hàn Quốc, giúp bổ gan, giúp thanh nhiệt giải độc, đúng không ạ? Đào thải tất cả những cái chất độc ở trong gan ra. Vâng, và ngăn chặn những cái tác hại, những cái chất độc ở bên ngoài xâm nhập vào lá gan của mình. Vâng, đấy là những cái tác dụng mà hiện nay các anh đang lấy làm lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Vì các anh thì có quá nhiều cái lý do để nạp những cái chất độc vào cơ thể, đúng không ạ? Đấy, cho nên là bây giờ các anh đã sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm này. Thế còn đối với chị em phụ nữ chúng ta, vâng, như bản thân tôi cũng rất mong là mình có một cái cơ thể khỏe mạnh, một cái lá gan khỏe mạnh, đúng không ạ? Gan thận có khỏe mạnh, có hoạt động tốt thì chúng ta mới có một cái cơ thể khỏe mạnh, đúng không ạ? Và ngoài ra thì cái sản phẩm nước giải rượu bổ gan này nó lại còn có một cái tác dụng mà làm cho chị em rất là ưa thích. Đó chính là tác dụng làm đẹp. Các bạn có biết tại sao không ạ? Tại vì là nước giải rượu bổ gan này nó còn giúp là đào thải cái chất bã nhờn trên da khi mà các bạn sử dụng sản phẩm,
Vâng, chính vì vậy mà da của các chị sẽ láng mịn hơn, vâng, và sẽ tươi trẻ hơn, đúng không ạ? Sẽ đẹp hơn. Và nó cũng là một cái sản phẩm mà giúp ngăn chặn cái quá trình lão hóa của những cái anh mà sử dụng quá nhiều rượu bia, đúng không ạ? Các bạn thấy là nạp nhiều rượu bia thì chất độc vào nhiều, cho nên là cơ thể dẫn đến là cơ thể của anh sẽ bị lão hóa nhanh. Và đây lại là một cái biện pháp để ngăn chặn lão hóa. Vâng, đấy, cho nên là nó là một cái sản phẩm mà hiện nay đang được rất ưa chuộng của Hàn Quốc, đúng không ạ? Và hiện nay người Việt Nam chúng ta là cũng đã sử dụng rất là nhiều. Vâng, các anh cũng đều biết tới những cái sản phẩm này và đã hỏi Korea Shop 24 giờ chúng con của chúng tôi tư vấn nhiều về cái sản phẩm này để dùng sao cho hiệu quả. Vâng, trên đây tôi vừa mới chia sẻ với các bạn một số cái thông tin về tác dụng của nước giải rượu bổ gan Hovenia Dunsin của Hàn Quốc, đúng không ạ? Các bạn thấy rằng là một cái sản phẩm hết sức là bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, giúp cái lá gan của chúng ta khỏe mạnh, đúng không ạ? Mà hiện nay thì Korea Shop 24h.com chúng tôi đang phân phối tới tay người tiêu dùng với một cái giá rất là hợp lý, đó là 600 ngàn cho một cái sản phẩm, một cái hộp nước giải rượu bổ gan gồm có 30 gói nhỏ ở trong. Vâng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, khi vì chúng tôi cam kết về sản phẩm của chúng tôi là hàng chính hãng. Vâng. Và với cái phương châm bán hàng chất lượng là uy tín, chúng tôi luôn luôn đề cao cái chất lượng của sản phẩm đối với người tiêu dùng. Chúng tôi có những cái cam kết về sản phẩm như là các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, quyền lợi của các người tiêu dùng đó là kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, cũng như là các bạn có quyền đổi trả hàng trong vòng 7 ngày để các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng với người sử dụng trong suốt quá trình các bạn sử dụng sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến chúng tôi. Đó là khi các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc gì về sản phẩm, các bạn đều có thể gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn một cách kỹ càng hơn về sản phẩm cũng như là những cái sản phẩm khác, đúng không ạ? Và chúng tôi cam kết hoàn trả toàn bộ tiền hàng nếu như các bạn chứng minh là hàng của chúng tôi là hàng không chính hãng, hàng giả, hàng nhái hay là hàng kém chất lượng. Vâng. Và để sở hữu một cái sản phẩm nước giải rượu bổ gan Hovenia Dunsin của Hàn Quốc như vậy thì để giúp cho cái lá gan của mình khỏe mạnh ạ, thì các bạn có thể gọi điện tới số 0979 149 256 để chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho các bạn, cũng như là các bạn có thể chat qua Zalo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn rất là cụ thể và rõ ràng về sản phẩm cho các bạn. Các bạn cũng có thể đặt trực tiếp trên trang web, đặt mua hàng trực tiếp trên trang web bằng cách là ở phía dưới video chúng tôi có phần mô tả video và có đường link đặt hàng ở đó. Các bạn đều có thể vào đó đặt hàng cho mình bằng cách là để lại thông tin địa chỉ và sẽ có sản phẩm tới tay các bạn, đúng không ạ? Vâng, và cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là hẹn bạn ở những video tiếp theo.